Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IO, các dự án POTI, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một dự án đến từ nền tảng IO BSC Tyson, một trong những nền tảng IDO rất là uy tín và được cộng đồng quan tâm ở trong thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một dự án có tên là DOS Arcade Dự án sẽ được uh, nít audio ở trên Best Station vào ngày 15 tháng 1 Tức là còn khoảng vài ngày nữa thôi, hôm nay 13 ngày kia sẽ, uh, sẽ nít ở trong chìm audio IDO uh, Đây là một dự án về game và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chút về dự án này trước khi chúng ta đi vào nội dung hướng dẫn thưa các bạn đây chính là trang chủ của dự án dos uh, a và đây các bạn thể thấy là một cái dự án về game đối kháng và mình uh, uh, thêm qua dự án này thì có liên tưởng đến một số game nước ngoài đấy ngày xưa mình cũng chơi một số thể loại game nước ngoài thế này có nghĩa là xây dựng thành rồi các cái nói chung là bảo vệ bảo vệ thành đấy bảo vệ thành các thứ đấy rồi đưa đem quân đi uh, chiến đấu để có thể uh, tranh giành lãnh thổ, mở rộng lãnh thổ các kiểu đấy. Anh em có thể hình dung ra nếu mà anh em nào hay chơi game thì chắc chắn là sẽ biết cái thể loại game như thế này. Uh, đối với dự án này thì uh, chúng ta có thể uh, có một chút thông tin về dự án như sau. Ở đây thì mình cũng đã có một số cái thông tin cơ bản về dự án. Thứ nhất là con jet token thì đã tạo, tổng cung uh, dự án là 300 triệu token này. Bốn hóa thị trường ban đầu sau khi bán hàng IDO là 515.000 uh, đô ở giá IDO của cái con ADT này dự kiến giá IDO sẽ là 0.125 với vốn tổng cung dự án là 300 triệu thì giá này có thể chấp nhận được và giá này có thể bay được tổng gọi vốn từ BSD Tyson là 100.000 đô đó Ờ um, rồi đấy là cái những cái cơ bản nhất và tiếp theo thì ở trên web thì các bạn có thấy một cái video uh, channel uh, channel các bạn có thể vào xem để có thể xem qua về cái game một chút đấy có một cái video để chúng ta review một chút để anh em xem cái giao diện demo rồi về phân bổ token thì sẽ có 15 phần trăm dành cho marketing và list mươi 32 phần trăm dành cho play tour 11 phần trăm là dành cho sale tức là bán hàng hai phần trăm dành cho hệ sinh thái cũng như là Ờ, đội ngũ phát triển dự án rồi reward vân vân Đấy, team team thì sẽ chiếm 20 team founder và cố vấn nhá lo thì từ dự án đã có lộ trình đường dài đến quý 1 năm 2023 và chúng ta có thể xem một cái lo map rất là đầy đủ trên đây đội ngũ team thì nói luôn là những cái dự án game hiện nay phần lớn là team người Việt và nói chung là vẫn là đãi thóc tìm vàng Tuy nhiên đối với một dự án IDO nít ở trên BC station thì chắc chắn anh em mua được IDO thì sẽ có lãi Đấy. Một chắc chắn anh em như vậy Anh em cũng không cần phải lo no lắng Nhưng mà uh, về đường dài thì hên xui từng dự án anh em nhé Ở đây thì chúng ta có thể thấy là Có rất nhiều nhân cái tên Việt Nam ở đây Rất nhiều cái tên luôn CEO, CCO, CCO uh, Các bạn có thể thấy là riêng đối với dự án này Thì cái đội ngũ phát triển dự án không có ẩn tim Các bạn có thể thấy là một số dự án uh, game ấy, Mà do người Việt hay là người nước ngoài phát triển Thì người ta sẽ ẩn tên hay là ẩn ảnh 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 đại diện riêng dự án này thì tất cả thành phần của đội ngũ dự án thì đều là rít thật và đều là công khai luôn họ công khai luôn cả khuôn mặt với lại tên của họ luôn rồi về được danh sách đối tác thì chúng ta có một số đối tác như là Olus này rồi game Lab này horizon rồi starter rồi docsweston này, chanvester vân vân Đấy anh ta thể thấy rất nhiều các cái quỹ khác nhau và dĩ nhiên là phải có BSC Tây Sơn rồi đúng không ạ? đó và chúng ta sẽ thấy ở đây có cả mấy anh chị em ở bên sài gòn trên, uh, trên coin này, sng là quỹ của mấy anh chị em ở bên sài gòn trên coin đây một cái quỹ rất là nổi tiếng nhá đội ngũ anh chị em ở bên sài gòn trên coin rất là có tên tuổi tại việt nam mình của việt nam của chúng ta Thấy ngoài ra thì còn rất nhiều các quỹ khác mà mình nói luôn là phần lớn các quỹ này sẽ là quỹ của Việt Nam đó đó là cái cái thông tin sơ qua một chút ở trên trang chủ mà các bạn có thể tìm thấy đúng không ạ ờ, rồi ở đây thì chúng ta có thể xem qua một chút về cái giao diện thì trước đây chúng ta đã làm một cái chương trình alop đối với dự án doser kết này rồi đã có một chương trình alop trước đây À, như ở trên Twitter thì bạn thể thấy là dự án này sẽ bán IDO ở trên bốn nền tảng đó là Game Station, coi BC Station và Alloot nhé. Con chắc thì đã được audit bởi Vericen. Đây là đội ngũ team. Đấy, chúng ta có thể xem rất nhiều thứ ở trên đây. Nói chung là cái hình ảnh 3D thế này thì có vẻ là game họ cũng đã hoàn thiện tương đối rồi nên mới có hình 3D thế này đúng ạ. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Ờ, các bạn cũng có thể kiểm tra một chút về phần follow follow thì chúng ta thấy thấy nó có quỹ là basic capital và một số trang ido cũng như là có một cái nhân vật đó là follow follow. Ờ, mình không biết phần lâu là nhân vật nào mình cũng mình cũng không có thời gian tìm hiểu nhưng mà phần lớn các cái dàn tiềm năng thì đều có follow lâu Em cứ để ý mà xem, cứ những dàn tiềm năng sẽ có follow, follow nhé. Ở bên đây thì ở bên follow này cũng có một số các cái quỹ hay là có cả vick này vick group cũng follow luôn dự này luôn này đây mình sẽ follow cả bên SNG sau này để có thể biết được là ai follow ai nhá đó có cả vick luôn cái cộng đồng vick này cũng rất là nổi tiếng nhá cộng đồng của việt nam chúng ta mà cũng rất là nổi tiếng luôn đó thì anh em có thể tìm hiểu thêm nữa còn rất nhiều các cái nguồn nữa đó uh, follow nhá Lời có lẽ đó là những cái điều sơ lược nhất và đánh giá sơ qua về dự án DOS Arcade này Và dĩ nhiên đây có thể đánh giá chưa thực sự đầy đủ cho lắm Nhưng mình muốn cho anh em biết một chút về dự án trước khi chúng ta sẽ đi vào nội dung mua hàng ở trên BC Station Và bây giờ mình sẽ chuyển sang nội dung mua hàng anh em nhé Thưa các bạn, đến với nền tảng IDO BC Station thì các bạn sẽ có rất nhiều phương pháp để các bạn có thể tham gia vào một chương trình IDO trên BC Station. Trước tiên là đối với việc mua hàng thì anh em sẽ vào phần tiêu tiện trình chúng ta chọn vào phần No -pack. Trong đây thì hiện nay giao diện mới đã thống kê nịch nít sàn cũng như là dự án sẽ nít ở trong ngày đó. Ví dụ như đối với dự án DOS Arcade kết chúng ta, chúng ta vào dự án thì các bạn sẽ thấy được cái phần thông tin về bán hàng. Thì như đối với dự án này thì sẽ bán hàng sau khoảng hơn một ngày nữa. Thời điểm này vẫn còn kịp để anh em tham gia danh sách trắng lẫn việc anh em stake coin để anh em có thể uh, uh, tham gia vào các vòng phân bổ đảm bảo và vòng uh, bán hàng riêng uh, tư. Uh, thì ở trong chương trình Ido vẫn là thì có 3 vòng: vòng uh, cộng đồng, phân bổ đảm bảo, bán hàng thứ tư. Thì trước tiên là uh, đối với vòng cộng đồng thì anh em sẽ điền một cái phong như mọi khi thôi. Điền một cái phong làm như không phong và nếu như anh em may mắn trở thành một trong số 1.000 người hoặc là một trong số 600 người chẳng hạn thì anh em sẽ cần phải tranh suất mua thì suất mua dự uh, thông thường nhất là sẽ rơi tầm từ 8 đô đến 12 đô uh, có thể có trường hợp lên tới 20 đô Đấy. Uh, cho vòng uh, cộng đồng tuy nhiên là với vòng cộng đồng này thì anh em sẽ không cần phải stake coin gì cả mà chỉ cần có trong lít thôi nhưng có một điều là đó là gì ạ các bạn không chắc chắn mua được mà chỉ 50 phần trăm số người trong số những người uh, nó có thì mới có thể mua được vì thế nên các bạn cần phải canh cái khoảng thời gian bắt đầu mở bầu để chúng ta mua ADO chúng ta vào đây chúng ta mua hàng à, thì nó sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 15 tháng 1 anh em nhé 11 giờ giờ Việt Nam luôn đấy đó thì anh em cần phải đúng cái giờ đó anh em canh thật nhanh tay thì anh em mới mua được hàng đó tiếp theo là đến cái vòng phân bổ đảm bảo thì vòng phân bổ đảm bảo này thì sẽ có suất mua đảm bảo cho anh em Tức là anh em khi mà đã tham gia vòng phân bổ đảm bảo thì chắc chắn anh em sẽ được mua IO ở dự án ADT. À, tuy nhiên với phân bổ đảm bảo và với vòng vòng công khai thì anh em sẽ đều phải stake một lượng một lượng BSCS ở trên IDO Đây là một cái quy định bắt buộc nhé. Anh em có thể stake theo các mốc như là 1,5 tháng, 2 tháng, rồi mốc 6 tháng ngoài ra anh em có thể sự tách thanh khoản đối với các cặp giao dịch là BSS, BNB, BSS, BSD, uh, stack thanh khoản này thì anh em có thể uh, uh, tạo thanh khoản ở trên Pancake swap và sau đó thì stake thanh khoản ở trên BSC Station ở trong ADOPO uh, có một cái phần lưu ý là bên cạnh việc anh em có thể đủ điều kiện tham gia vào mọi chương trình ADO ở trên BSC Station khi các bạn đáp ứng điều kiện của ADOPO thì các bạn vẫn nhận được thêm một cái phần nữa đó là phần lãi phần lãi dựa theo cái số lượng anh em stake và nó sẽ có cái uh, APR phụ thuộc vào cái thời gian anh em stake và anh em lưu ý là trong cái khoảng thời gian mà anh em stake thì nó sẽ bị khóa và các bạn không thể rút ra được Đấy. và sau khi được uh, kết thúc cái thời gian st st stake thì anh em hoàn toàn có thể rút ra và có thể giao dịch mua bán như bình thường nhé thì ở đây có một cái hay đó là uh, ở trong cái IDO uh, các chương trình IDO hay là IDO pool của BC Station đó anh em có thể ăn lại kép vừa ăn lãi khi mua hàng IDO vừa có thể ăn lãi do anh em đã stake ở trên BC Station và thời điểm này thì giá BC Station cũng là một cái mức giá khá hợp lý để anh em có thể uh, mua hàng và tiến hành stake hiện nay thì để đầu tư để tham gia vào một chương trình IDO thì anh em chỉ cần bỏ ra rơi tầm khoảng 3.000 đô là đã, đã bắt đầu tham gia vào được vòng phân bổ đảm bảo rồi anh em có thể mua hàng từ ghét mấy anh tê và hô à, tuy nhiên mình khuyến khích anh em mua ở trên bên bên mấy anh vì chỉ rút mấy anh rất là rẻ và ngoài ra thì cái tốc độ nạp rút ở bên mấy anh rất là nhanh Đấy, thì mình khuyến khích anh em mua mấy anh và mình sẽ dẫn link mấy anh cho anh em để anh em mua hàng ở đây thì anh em có một cái chút anh em cần phải lưu ý cho mình đó là nó sẽ có những cái mốc nha có có những cái mốc để anh em stack chứ không phải anh em stack bao nhiêu thì được bấy nhiêu trong IDO đâu nó sẽ có nó sẽ chia cái lượng phân bổ IDO theo từng mốc anh em stack BSS cũng là stack thanh khoản các bạn có thể quan sát ở đây thì chúng ta thấy này có những mốc này mốc 15.000 mốc 30.000 mốc 50.000 mốc 150.000 mốc 300.000 anh em stake càng tăng thì anh em sẽ càng được tăng cái khối khối cái, cái 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 độ độ lạng đúng không ạ khối có nghĩa là anh em được càng được phân bổ càng nhiều ở trong uh, chương trình ado thì như mình được biết uh, thì theo như anh em phản hồi thì ở cái mốc tối thiểu là anh em stake 15.000 BSDS tương đương với ba cái đô thời giá hiện tại của BSDS đấy thì anh em có thể mua ở trong một chương trình ado sẽ mua được tầm khoảng uh, từ 20 đô 220 USD đến tầm khoảng 80 BUSD anh em nhé Và dĩ nhiên là ở cái mốc silver tức là mốc 30.000 và ca, xa hơn là 50.000 và 150.000 thì chắc chắn sẽ mua được nhiều hơn. Đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta hãy hướng đến cái mốc đầu tiên bởi vì mình nghĩ là trên kênh chúng ta thì có nhiều anh em cũng đủ điều kiện để mua cái mốc cơ bản. Nhưng mà các cái mốc silver hay gold hay platinum thì anh em chắc chắn là nhiều anh em không có đủ tiền. Còn riêng đối với cái mức vip này thì anh em sẽ được mua uh, mua ở trong vòng bán hàng thứ tư một lúc nữa đây mình sẽ đề cập cho anh em. Thế thì có một cái hay của phân bổ đảm bảo đó là anh em không cần phải canh mua không cần phải tranh mua gì cả vì chắc chắn anh em đã nhận được suốt phân bổ đảm bảo. Vì thế đó là anh em có thể đủng đỉnh ví dụ trong cái thời gian ido uh, chỉ cần là chưa kết thúc giờ ai bán hàng ido thì anh em vẫn có thể mua hàng bình thường không cần phải tranh cướp gì với ai cả vì vì anh em đã có suốt phân bổ đảm bảo chắc chắn mua được hàng rồi được chưa? Đấy nên là anh em cũng nên cân nhắc thì cái vòng phân bổ đảm bảo này nhé vòng này thì có lẽ là vòng uh, nếu anh em có tiền đầu tư thì lợi đấy rồi tiếp theo là chúng ta có một cái vòng Privacy tức là vòng bán hàng riêng tư thì các anh em có thể nhận thấy là cái mức giá bán hàng riêng tư bao giờ nó cũng sẽ rẻ hơn so với vòng phân bổ đảm bảo vòng và vòng cộng đồng từ 20% đến 30% thậm chí có trường hợp lên tới 40% bởi vì các bạn phải hiểu một điều đó là cái lượng stake ở trong vòng bán hàng riêng tư cái lượng stake các bạn lên tới là 300.000 ở mức vip luôn 300.000 BSS ở mức vip và hôm sáng nay mình có bấm máy tính cho anh em thì nó rơi tầm khoảng 60.000 đô thời giá hiện tại. sáu à, 60.000 đô thì anh em nó stack hơn 1 tỷ tiền Việt Nam rồi. Cho nên là chắc chắn là anh em sẽ nhận được cái quyền lợi nó sẽ lớn hơn nhiều. Và cái khối lượng anh em uh, chắc chắn là cái khối lượng mua hàng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái vòng kia. À, và một cái điều đặc biệt là anh em mặc dù anh em nhìn thấy cái Paugel nó không có lặng nhiều hơn nhiều nó không đến mức gấp đôi đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một cái điều mà anh em có lẽ là nhiều anh em sẽ không biết đó là gì ạ? là cái vòng bán hàng tương tư này anh em có thể vừa mua được ở bán hàng tương tư và vừa mua phân bổ đảm bảo và theo như mình được biết thì với cái mụ cái, cái mốc là anh em ở cái mức vip thì em có thể mua được từ 100 đến một uh, nghìn đến hai nghìn đô trong vòng phân bổ đảm bảo bên cạnh đó thì anh em được mua được giá ưu đãi cạnh tranh trong vòng bán hàng tương tư và mình tin rằng là cái số lượng mua được cũng không nhỏ và với cái giá cực kỳ cạnh tranh thì anh em khi Nissan sàn thì anh em kiểu gì cũng có lãi đúng không ạ cái quan trọng là cái số tiền BSS khi anh em stake nó có giá BSS có bị giảm giá không nếu giá BSS không giảm giá mà còn tăng thì đó là một cái lãi kép cho anh em luôn và một khoản đầu tư rất hợp lý tuy nhiên mình cũng luôn khuyến cáo cho anh em đó là dù là dự án hay là dù là sản dịch luôn có những nguy cơ về hacker tấn công các kiểu nên anh em hãy đầu tư theo số tiền anh em có thể chấp nhận rủi ro bởi vì là anh em biết là khi một khi sàn hack thì cái tiền anh em cũng bị thắt thoát và dự án cũng tương tự như vậy thôi không có một dự án nào có cái bỏ mật gọi là tối đa được nên anh em luôn luôn lưu ý cho mình đấy đó đó là ở trong cái việc mua hàng ở trên BC Tayston còn đối với việc, việc, làm thế nào để mua IDO ấy, thì mình đã có video chia sẻ cho anh em và chắc ngày mai mình sẽ thực hiện là một cái video với phiên bản mới cho anh em thì anh em có thể theo dõi video cũ thì nó cũng tương tự như video mới thôi nó hoàn toàn tương tự thôi còn ngày mai thì có thể là mình nhớ thì mình sẽ cố gắng làm một cái video uh, hướng dẫn một cách uh, chi tiết và cụ thể cho anh em hơn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi hoàn thành uh, hoàn thành cái vòng uh, cộng đồng nhá need cộng đồng thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhé. thì ở đây chúng ta sẽ lần lượt làm cái nhiệm vụ đó là chúng ta sẽ join vào kênh deram chúng ta có hai kênh deram chúng ta cần join kênh thứ nhất này oh, Community Ok anh em chờ một chút nhé Nó hơi bị lag một tí anh em ạ Kênh thứ hai này Và chúng ta sẽ lần lượt cho cả, cả hai kênh này cho mình Sau đó thì chúng ta sẽ roi tiếp vào kênh BSC Station Media Được chưa? Sau khi roi xong thì các bạn sẽ điền thông tin này Trước tiên là phần địa chỉ ví đây Mình sẽ điền cho anh em xem để anh em có thể có một cái mẫu rồi tiếp theo là uh, Easterland của kinh Terra Rồi chúng ta điền đúng Ustalem Terra Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở các kênh mạng xã hội Là chúng ta tiến hành follow Có hai kinh mạng xã hội chúng ta cần phải follow nhé Đấy, đây mình đã follow từ trước rồi Cả hai kênh mình đã follow từ trước rồi Đúng không ạ? Rồi tiếp theo này cái Gì đó Chúng ta sẽ mở tiếp với cái bài đăng về cái dự án ở trên BSC Station này Chúng ta sẽ tiến hành like chọn Clotis này Test vào 3 người đúng không ạ? Mình sẽ test hẳn 5 người luôn Bên cạnh việc test người dùng thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ cần phải gắn thẻ test đi kèm Chúng ta rút tít Tiếp theo các bạn vào phần profile, ấn vào tweet em đi Chọn phần thời gian bài đăng sau chép phần link Ta sẽ điền phần link phía dưới đây Và bên cạnh đó ta sẽ điền u name của kinh tích ra phía dưới đây Điền của tích các bạn có thể thấy ngay dưới tên ta chính là ULM với A còng ở phía trước Rồi sau đó ta sẽ gửi cái phong này lên, lộp phong hoàn tất cái xin đăng ký là xong thôi Đúng không ạ? OK, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho anh em cách uh, tham gia chương trình Ido ở trên BSC Station giới thiệu về dự án Ido ngày hôm nay chúng ta đã cùng tham gia và hy vọng là đối với cái video hướng dẫn này anh em sẽ nắm bắt được dự án này và có thể đầu tư để nắm bắt cơ hội về một dự án cũng khá là hay của Việt Nam chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.